1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mét mặt tiền đường nhựa Đường liên xã có vạch kẻ đường ha hai làn đường Đường rất là rộng, ô tô né nhau Đó. À, Em đi dám đảm bảo với cô chú chị Một bún sản em điền chuẩn bị giới thiệu tới đây Đảm bảo là giá rẻ từ trước Rẻ nhất từ trước tới giờ mà em điền quay ha và cái diện tích mà bất sản này thì cũng tương đối là nhiều anh chị một ngàn mét vuông và em điền cũng xin mời cô chú chị à, theo dõi màn hình à, cùng em điền review chi tiết bất sản này nhé xin mời anh chị Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản Em là Điền đây Thì trước khi vào review một bất sản Thì em Điền sẽ giới thiệu sơ về cung đường này anh chị ha Hiện tại em Điền đang đứng trên đường này là đường liên xã anh chị Của thuộc xã Bưng Riền đó Thì hướng trước mặt mình đây ha à, Mình ra khoảng đâu đó là 2km thôi Mình sẽ gặp ngay uh, giao với lại quốc lộ 55 Thì uh, giao ngay điểm đó thì dường như là gặp ngay uh, trung tâm xã Bưng Riền rồi anh chị Trường học, chợ, ở ủy ban vân vân Nói chung là Chỗ đó là trung tâm rồi không thiếu gì rồi anh chị ha khoảng hai cây số thôi và vị trí em Điền đang đứng đây thì cũng không có gần dân lắm ha dân nói chung là xung quanh đi hơi thưa nhưng mà mình di chuyển ra khoảng một cây số thôi là ra đó là gặp dân cư đông rồi anh chị đó và hướng ngược lại đây à, tại sao là đường này liên xã tại vì cũng đường này là à, liên thông qua tất cả các xã ha, như là xã hòa hội xã hòa hiệp và xã bình châu anh chị ha mình đi hướng này đó à, đường thông thương anh chị. Đó. Rồi bây giờ em điên sẽ đi vào à, vấn đề chính review của động sản mà em điên chuẩn bị giới thiệu tới đây. Thì động sản mình thì à, à, đang có diện tích là 17 mét ngang ha. À, bám theo mặt tiền đường này nha anh chị. 17 mét ngang. À, từ cái ranh thì từ đây anh chị. Đó. Từ đây. Qua bên này là 17 m à, Chính xác là 17 mét 6 anh chị và chiều sâu vào bên trong á là 58 m. Tổng diện tích 1000 m vuông hả Đó. Và giá cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. Giá thì em điện cũng xin được thông báo luôn ha. Thông báo tới cô chú chị mình luôn là 750 triệu cho tổng bất động sản này. Đó. Giá cực kỳ rẻ luôn anh chị. Đảm bảo là từ trước tới giờ là chưa có bất động sản nào mà với cái diện tích này, với cái mặt tiền đường như thế này mà có giá như thế này anh chị ha. 750 triệu cho tổng bất động sản này đó còn đúng một lô này duy nhất tại à, xuyên mộc thôi anh chị ha đó. chiều sâu vào trong là 58 mươi tám m ha tổng diện tích là một m mét vuông cách biển gần nhất là biển hồ cốc anh chị khoảng đâu đó là 7 km đó à, 7 km là mình ra tới biển hồ cốc rồi anh chị ha à, nếu mà cô chú gì nào mà chưa tới biết tới biển hồ cốc thì mình có thể lên uh, google lên web để mình search ra ha. ra thông tin về biển hồ cốc biển hồ cốc nó sẽ giáp với lại biển hồ tràm biển biển bình châu rồi anh chị ha à. Huh. Đức thì tương đối là cao ráo với đường ha Cao ráo Và hiện tại trên Đức thì đang trồng tràm thôi Và xung quanh đây thì đang có những cái điện ba pha nè chị ha Đang có điện ba pha đi ngang qua Đức ở Đường xá rất là đẹp Ô tô né nhau thoải mái Hai làn đường Đó. Mình ra di chuyển ra đây thì gặp 2 km và mình gặp ngay trung tâm xã rồi đó em điện cũng có nói rồi thì quốc lộ 55 cô chú chị cũng đã biết ha quốc lộ 55 mình có thể đi bình thuận đi bình châu và đi ngược lại bên này á, thì mình sẽ đi ra thị trấn phước bửu cũng như trung tâm huyện thì mình di chuyển ra trung tâm huyện khoảng đâu đó là 6 cây ha nói chung là cái cái vòng bán kính thì khoảng 7 km là mình ra biển được ra trung tâm huyện được vân vân nói chung là à, cũng gần anh chị đó À thì đó, à 750 triệu thì tất nhiên là vị trí này thì kêu rồi gần dân à, hay là khu dân cư thì không phải anh chị. À, cũng tương đối là không gần dân lắm nha. Em đi cũng chia sẻ thực tình là như vậy. Đó, trong này thì bất động sản mình thì à, hiện tại là không dính quy hoạch, bất cứ quy hoạch gì ha. Đất à, hiện tại là chưa có thổ cư anh chị. Đang là đất trồng cây lâu năm thôi. Không có dính bất cứ cái quy hoạch gì hết ra Và gia chủ đang kẹt tiền cần bán nên là bán giá cực kỳ rẻ luôn vậy ha ăn ngợp đó. dân thì ở đây thì dân thưa thôi nhưng mà về việc về giao thông lưu thông qua cung đường này cũng cũng rất là nhiều từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc ha và tương lai nữa thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có những cung đường triển khai làm ha à, như 994 ha À, nói chung là có những tuyến đường uh, giao thông uh, thông về tới xuyên Mộc mình để mà việc di chuyển rất là thuận tiện. Đó. 750 triệu cho tổng bất sản, nhắc lại một lần nữa ha, 17 m và sâu 58 m. Đó. Hiện tại là đất trên đất đang trồng tràm, đất cao ráo. Như bên này bên này đất rất đất rất là cao nhưng mà ngược bên này thì đối diện thì đất này trụng nha anh chị nha. Đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này thì liên hệ em điền nha. Em điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất sản và thiện chí nữa thì mình sẽ gặp chủ ha. Bất sản mình thì đang là có là hướng đông và là có sổ riêng rồi. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị.